Bluetooth mode.
thầy nhận được sự phát tâm ủng hộ của Phật tử Võ Văn Long, thầy nhận được sự phát tâm của Ngọc Liễu, thầy phát tâm được nhận được sự phát tâm của thầy Hai An Nhất phát danh là Minh Nhân, thầy nhận được sự phát tâm của Phật tử Ngọc Minh Nghĩa, thầy nhận được sự phát tâm của cô Ngân, cô Kim Ngân trong đoàn thầy Hai An Nhất, thầy nhận được sự phát tâm của cô Phượng Bà Rịa, cô Yến Bà Rịa, thầy nhận được sự phát tâm của Nguyễn Thọ Trịnh Tiền, Nguyễn Thọ Trịnh Tiền, thầy nhận được sự phát tâm của Facebook Hoài Thanh, thầy nhận được sự phát tâm của Ngọc Bích Lê Thắng ở Phan Thiết, thầy nhận được sự phát tâm của Phan Thị Tiết Nhung, thầy nhận được sự phát tâm của Phùng Lê Khánh Vi. Thì đến hôm nay là thầy nhận được cái sự phát tâm của 13 Phật tử. Hôm nay thầy có ứng trước cho cái cơ sở làm y áo mão cho mẹ số tiền là 20 triệu, cơ sở làm y áo mão của một Phật tử ở dưới Sóc Trăng là 20 triệu. Thầy có ứng cho thợ đóng La Phong mới là 20 triệu. Thầy có ứng cho anh thợ mộc để đóng cái bàn thờ lại đó là 12 triệu 500. Xin được thưa qua dưới Phật tử, ngày mai thì tiếp tục tạm ứng để mua chính cái hào quang của Phật mẹ. Xin thông qua cái danh sách về để cho quý Phật tử nắm. Thì cái phương danh, tên tuổi, số tiền phát tâm của quý vị thì được ghi vào bản vàng tại Điện Tam Tòa Thánh Mẫu Chùa Minh Viên làm lưu niệm, và gửi giấy phiếu thu công đức đến quý vị. Còn trên livestream thì xin phép quý vị quy nhận chỉ động cái phương danh của quý vị đã ủng hộ thôi. Còn lại cái số tiền thì là điều tế nhị, vì có sự nhiều và ít để tránh cái sự Phật tử hiểu lầm là thầy trọng người giàu người nghèo. Hy vọng rằng chúng ta làm việc Phật pháp thì cha mẹ Phật trời bề trên chứng cho chúng ta. Còn cái sự phát tâm của quý vị cũng vậy, phước đức như nhau. Thế cho nên là quý nhận muốn cho mọi người có sự bình đẳng, nên không có đọc ra cái số tiền mà quý vị ủng hộ. Nhưng thưa quý vị là số tiền đến bây giờ thì cũng gần đủ. Xin nói với quý Phật tử mừng là số tiền tới bây giờ là cũng gần đủ để chúng ta sửa sang, tô điểm lại cái Điện Tam Tòa Thánh Mẫu. Cái kinh phí thì cũng dự trù là quý vị thấy là 23 bộ áo mão, thì một bộ là 1,3 triệu. Như vậy thì trên dưới cũng gần 30 triệu. Rồi cái vàng La Phong thì khoảng 20 triệu, 10 cái hào quang thì cũng gần 30 triệu. Rồi vẽ lại 3 bức tranh lớn ở phía sau trên tường đó, thì cũng dự kiến là 20 triệu. Rồi làm điện, rồi mai màng lại, nói chung thì cũng lên một số tiền là nhất định. Nhưng mà hy vọng là quý Phật tử chúng ta quan hỷ trong tinh thần mà Phật sự chung, chúng ta phát bồ đề tâm theo khả năng của mình. Qua đây thì cũng cảm ơn quý thiện nam tín nữ, quý Phật tử, quý mạnh thường quân, quý ân nhân đã phụ đóng góp với thầy trong lúc mà Điện Tam Tòa Thánh Mẫu bị chập điện gái như vậy. Thì nhân dịp này chúng ta cũng sửa sang lại điện mẹ cho được trang nghiêm luôn. Xin cảm ơn cơ sở kinh doanh đào thờ lưu niệm của Phật tử Trần Trọng Trí ở Sóc Trăng cũng nhiệt tâm ủng hộ để giúp cho y áo mão của mẹ trước ngày rằm tháng 10 để có nơi về Phật tử chiêm bái. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tâm. Cảm ơn Ni Sư Thích Nữ Thông Khánh và Phật tử Tâm Phúc, Phật tử Chùa Minh Đức Khánh Hòa,
cảm ơn Võ Văn Long, cảm ơn Ngọc Liễu, cảm ơn thầy Hai An Nhất, Pháp Danh Minh Nhân, cảm ơn Ngọc Minh Nghĩa, cảm ơn cô Kim Ngân, cảm ơn cô Phượng, cảm ơn cô Yến, cảm ơn Nguyễn Thọ, Trịnh Tiền, cảm ơn Hoài Thanh, cảm ơn Ngọc Bích, Thắng Lê, Phan Thiết, cảm ơn Phan Thị Tiết Nhung, cảm ơn Phùng Lê Khánh Vi. Và không quên ơn một người gì, đó là bà Trần Thị Mỹ Vân ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng đóng góp để sửa sang. Và nghe đâu thì ở Gò Công, cậu Năm Gò Công Thiện Ân thì cũng đang vận động quý Phật tử. Cô Phật như vậy thì cũng quý quá, thì hy vọng rằng kinh phí chúng ta sớm ngày được đầy đủ. Mùa thu tháng 8 nhâm dần, mẹ đây mở đạo khắp phần thế gian, độ cho con trẻ khỏi nạn, dọn đường trước trẻ tiên ban trở về. Con ơi tiên cảnh là quê, hồng trần là chỗ thảm thế sau này, ráng tu chớ có trễ chạy, con nghe mẹ dạy đài mây đặng gần. Tu sao kẻ hơn người tần, tu sao cho hơn với tần hòa nhau, ráng tu ngưng giọt máu đào, ngồi trên tiên cảnh hết nơi đau tấm lòng. Hiện giờ mẹ mãi chờ mong, chờ cho con trẻ tu sống rước liền, nên ghi tình thất minh duyên, gian lòng mới đặng cõi tiên trở về. Mẹ đây cam chịu nhung trề mỉa mai, lòng đây mẹ cũng miệt mài, biển sao con mẹ thiên tai phản hồi. Con khôn lựa chỗ con ngồi, con ngu phải chịu thân trôi theo dòng, đến ngày lập hội vừa xong. Con ngu nhìn mẹ tuôn dòng lệ xa, làm sao mẹ cứu con nàng, lời khuyên của mẹ là tà bớ con. Dưới trần con chịu sắc son, mẹ đây tà mị trên non mới về, cho nên con mới nhúng trề, vì thương con dạy chớ hề thở than. Mau chân con bước lên thoàn, đừng nghe miệng thế lỡ làng sự tu. Con lo khuya sớm công phu, rồi sao mới biết ai ngu ai mờ. Mẹ thương con trẻ còn khờ, mẹ đem những chuyện thiên cơ tỏ bài. Con đừng mê cầm trần ai, ráng tu cho đặng thiên thai trở về. Lòng qua đại hội gần kề, rèn lòng cho sạch trở về con xem. Từ bi ngọn đuốc
cửa màn thiên con cầm. Thấy con trần thế dập bầm, mẹ đây mới dán năm nhâm dạy truyền. Ai khôn về cảnh thượng thiên, ai ngô ở lại nơi miền trầm luân. Nhìn con nước mắt rưng rưng, dạy con chẳng nghĩ đặng bâng khuâng lòng này. Con ơi chớ có trễ chày, ráng tin theo mẹ đài mấy con về. Lo tu có mẹ hậu kề, mẹ dìu con lại cảnh quê tao phùng. Con ơi cuộc thế đã cùng, ráng tu cho đặng ngày cùng gặp nhau. Biên trần sống vợ ba đào, mẹ lo cho trẻ ngày sau khỏi phiền. Mẹ ngồi trên cạnh thượng tiên, thấy con trần thế lì phiền tâm thân. Chữ tu con phải ân cần, thì sao mới đặng sát thân nhẹ nhàng. Sống chi công cõi trần gian, mà con phải chịu phàn nàn tâm thân. Mẹ thương mẹ mới dán trần, kêu con mau kiếp lập thân cho rồi. Cuộc đời như thể nước trôi, mẹ khuyên chẳng đặng lòng thôi thảm phiền. Con ơi phải ráng cho chuyên, rồi sao mẹ rước cõi tiên đem về. Chữ tu đâu phải lời thề, ráng làm cho trọn sống mê khỏi liền. Mẹ đi mở đạo khắp miền, mẹ đem con trẻ cõi tiên thanh nhàn. Nhìn con mẹ đổ lụy tràn, sao con bên cạnh trần gian ít gì. Con lo tu niệm từ bi, mẹ mừng cho trẻ một khi thanh nhàn. Dạ con ở lại trần gian, mẹ về tiên cảnh an nhàn sớm khuya. Một gia một mẹ một nhà riêng, dạy dỗ nhân sanh tập dạ hiền. Cầm bôi thiên cơ lo cứu chung, đạo đời em nhẹ mới thành tiên. Chào mừng quý Phật tử đến với buổi livestream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Duyên, Huệ Nhẫn, núi Vinh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm Nhâm Dần. Tây lịch là ngày 21 tháng 10 năm 2022. Kính chúc toàn thể quý Phật tử, quý vị ân nhân, quý mạnh thường quân thật nhiều phước báo, an vui, hạnh phúc và luôn luôn tăng trưởng đạo hạnh, phát bồ đề tâm. Vẫn mãi là người con ngoan của Phật, trò giỏi của mẹ, cùng nhau dìu dắt đưa đến bờ giác ngộ giải thoát, về quê xưa chốn cũ, nơi Phật mẫu diêu trì ngày đêm trong
trong đời. Kính thưa quý vị, qua live stream trực tiếp này, thay mặt đạo tràng chùa Minh Duyên, Huệ Nhãn xin được nghiêng mình thành kính và tri ân toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử, quý vị mạnh thường quân ân nhân khi hay tin điện Tam Tòa Thánh Mẫu chùa Minh Duyên bị chập điện gây nên trận hỏa hoạn để bồi đắp và sửa sang lại ngôi điện Tam Tòa kịp ngày vía mẹ. Qua lời kêu gọi hôm qua đến hôm nay, đạo tràng chúng tôi nhận được sự phát tâm đặc biệt vô cùng quý báu của Ni Sư Thích Nữ Thông Khánh và Phật tử Tâm Phúc chùa Minh Đức Khánh Hòa. Chúng tôi nhận được sự phát tâm của Phật tử Võ Văn Long, Ngọc Liễu, Thầy Hai An Nhất Pháp Danh Minh Nhân, Phật tử Ngọc Minh Nghĩa, Cô Kim Ngân, Cô Phượng Bà Rịa, Cô Yến Bà Rịa, Nguyễn Thọ Trịnh Tiền. Facebook Hoài Thanh, Facebook Ngọc Bích Thắng Lê Phan Thiết, Phan Thị Tiếp Nhung, Facebook Phùng Lê Khánh Vi và bà Trần Mỹ Vân. Vì sự tế nhị cho nên đạo tràng chỉ đọc phương danh nhận được sự phát tâm của quý vị, còn mọi chi tiết rõ ràng phương danh, địa chỉ và số tịnh tài tịnh vật ủng hộ sẽ được lập bản vàng trang hoàng nơi điện Tam Tòa Thánh Mẫu chùa Minh Duyên để lưu niệm. Xin được tri ân toàn thể quý liệt vị, cầu chúc phước báo nguyện Tam Tòa Thánh Mẫu gia hộ cho quý vị được nhiều an lạc, sở nguyện tỳ tâm, sở cầu như ý nguyện. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Dắt nhìn đời mong nhắm dần mẹ xuống thảm cùng thế. Nhắm dần lê dân lần đần khai đạo ra chỉ dần đường lành. Khuyên con để bước cho nhanh, đua nhau đặng có tranh giành đường tốt. Cuộc đời như bóng phù du, sớm còn tôi mất công phu lỡ làm. Trong con để con ơi con chớ ngao du, con
để mẹ ngàn thu đợi chờ. Con ơi đừng giả tưởng đi mơ, trăm năm cuộc thế như cờ bị vây. Kỳ tam đại mây mở rộng để tìm con cho khỏi đồng thân vàng. Tòa sen chớ mây nở đôi hàng, chờ con trở lại thiên đàng ban cho. Đường tu gặp cảnh đắng đo, con nên gắn chi tầm cho tầng đàn. Làm sống mẹ rước lên thoàn, con nên nhớ mẹ lầu vàng đợi trong. Làm con phải ráng hết lòng, đường tu mở rộng ngồi trong con lành. Ngày nay gặp đạo chí thành, loàn lòng theo mẹ đạo lành kỳ tam. Con ơi cuộc thế đừng ham, ráng ham hai chữ kỳ tam đạo màu. Làm sống hoàng mẫu khỏi sầu, làm sao cho mẹ tiên lầu mẹ vui. Nhìn con mẹ lắm mi ngậm ngùi, thấy con mà mẹ sụt sùi vì con. Cuộc đời lắm mi nỗi thon chon, ráng tu cho đặng lo tròn long danh. Kỳ tam con phải xin cần, làm xong dự hội lắm dân mẫu hoàng. Ráng xin để bước lên thoàn, kỳ tam con trễ cõi nhàn mẹ trong. Con ơi phải ráng bền lòng, ngồi trên đài ngọc luôn đi trong con hiền. Khuyên con ráng giữ mối liền, kỳ tam đợi trẻ kệ thuyền nghe con. Tiên cảnh lầu son mẹ đợi, chốn bụi hồng con nghĩ nợi ít chi. Con nên nghĩ đến đi từ bi, nhớ lời mẹ đã một khi than dài. Mẹ ngồi trên chốn chương đài, nhìn con mẹ mãi miệt mài trầm lưng. Nhớ con mà lụy mẹ rưng, dạ con lại chính từng mẹ lui. Kỳ tam suốt thế cũ phàm gian, bạch ngọc quỳnh kim cũng chẳng mang. Chiều lì đôi phen đêm thoát tục, nghĩ không độ lì phải cười. Dạ, xin chào quý Phật tử đang xem livestream trực tiếp từ đạo tràng chùa Minh Duyên, Huệ Nhận, núi Vinh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hôm nay là ngày 26 tháng 9 năm Nhâm Dần, Tây lịch là ngày 21 tháng 10 năm 2022. Chúc quý vị thật là nhiều phước báo, luôn an lạc, giác hào quang của chư Phật, các cung các cõi che chở cho quý vị.
nhớ con lì đổ tuôn dầm, chiều cùng dân bóng âm thầm buồn than. Minh duyên huệ nhận tri ân, tấm lòng thiện tính nữ nam khắp cùng, hay tinh điện mẫu tam tòa, tái bay quả gợi lửa phùng ngất cao. Ấy là mẹ thử dạng thao, thử con chặt dạ bền không xem nào. Lửa kia lửa đốt buồn phiền, cho con thức tỉnh đi não phiền trần ai. Lửa kia đốt mọi ưu phiền, cho con tỉnh giấc mộng trần nam ca. Lửa kia thử bạc thử vàng, vàng tháo lạnh lòng nguyên kỳ bồi ba. Ai thương ai ghét thiệt mà ngắm lòng nghĩ ngợi mà thêm nào phiền. Gian nan đại nạn khổ cùng, giật mình tâm đi giấc trần hồng mà xem. Đêm nằm suy nghĩ mong lung, suy đi tính lại nghĩ xem thế trần. Ai thương ai giận cõi trần, ai người mà kẻ cần. Mẹ hiền chớ dù hà xa, con xa mẹ muôn trùng cách trở. Dạ con gần đau xó quặn đau, dịp này thiện tinh nữ nam chung dài đâu cần có bọn phước duyên. Hồng chung thành đi mão y đài, dâng lên cho mẹ rạng ngời đẹp xinh. Sửa sang cung cảnh tam tòa, cho ngôi của mẹ ngày càng vững an. Tâm lòng thiện tính nữ nam, minh duyên huệ nhận cúi đầu tri ân. Thăm ăn ngay di vào trong dạ, tả trong lòng khó thể nào quên. Khen con của mẹ chung lòng, khen trong linh tử tây phòng kính tôn. Dù gian khó bảo bụng chi lớn, khó ngăn dòng suối lệ con rơi. Con thương mẹ ở cung trời, xuống trần mắt nạn khổ sầu vì con. Công đức ngay mốt bọn tâm mi cảm, đồng cùng chung bố thi cúng dường. Dâng lên từ mẫu lòng thành, để cho đẹp dạ mẫu hiền lầu tây. Xin mẹ chứng tâm mi lòng nam nữ, đến vợ này nhận của đàn nam. Ni sư thâm khánh đi trần na, cùng là tâm phúc thành tâm cúng dường. Chùa Minh Đức nhà trang hòa quyện,
sư khách hòa con mẹ kính dân. Họ võ tên gọi Văn Long, cùng là Ngọc Liễu ngày nay cùng hành. Nay cầu nguyện thầy hai an nhất, thọ tam quy có hiệu minh nhân. Ngọc Minh Nghĩa người để thành tâm nguyện, thế kim ngân thành tâm gian giới. Nguyện thị phường, nguyện thị yên, nguyện thọ trình tiền. Hoài thanh ngọc bích đi thắng lê, ở nơi phàm thiên xa rồi giường. Phan thị tiếp nhung phụng lê khánh vi, người tâm thành một lòng vì đạo. Còn nữ nam ba tấm đi gần xa, có lòng thương tượng mẹ già. Dù chưa hồng phước, phước này như nhau, có tâm niệm hướng về với mẹ. Lời hỏi thăm chia sẻ vui buồn, ấy là công đức vàng muôn. Xin trên mẹ chứng độ an muôn người, xin cầu chúc tại tiền chính hiền. Đặng điểm tô đẹp đẽ khang trang, nay mai tam bảo huy hoàng. Điện vàng của mẹ tỏ chương giấy thời, đặng hiện vinh muôn nhà quy thuận. Lòng kính tinh sụp bái thăm ân, mẹ thương xin chứng cho trần. Cho con của mẹ ngày này thành tâm nguyện nhận, xin được tri ân toàn thể quý thiện nam tín nữ, quý vị ân nhân đã giúp đỡ hùng phước để sửa lại điện tam tòa thánh mẫu, giúp cho điện ngày càng một khang trang hưng thạnh. Nguyện nhận cũng đang vận động để thay đổi y áo mão cho bà, đóng la phong mới, tranh ảnh cũng như các cái hào quang ở phía sau điện mẹ được trang nghiêm. Hy vọng là mọi người cũng đồng tâm hiệp lực, dù ít hay nhiều, quý nhẫn luôn tôn trọng và đón nhận tình cảm thiêng liêng. Quý vị chỉ cần gửi một tin nhắn, một câu chào hỏi là phước báo vô cùng to lớn. Một lần nữa xin cảm ơn ni sư Thông Khánh và Phật tử Tâm Phúc ở chùa Minh Đức, Phật tử Võ Văn Long, Ngọc Liễu, thầy Hai An Nhất, Ngọc Minh Nghĩa, cô Kim Ngân, cô Phượng, cô Yến, Nguyễn Thọ Trịnh Tiền, Hoài Thanh, Ngọc Bích Thánh Lê, Phan Thị Tiết Nhung, cùng Lê Khánh Phi, Trần Thị Mỹ Vân và cùng toàn thể quý Phật tử, kẻ đông người của, kẻ ít người nhiều đều được phước báo như nhau, dạng sự các tường ý nguyện. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Chúc quý vị có một đêm ngon nhất. A Di Đà Phật.